Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 31. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chiên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng và nói cùng họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sinh con ra có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta nhướng mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp, ta bèn thưa: Có tôi đây. Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chiên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, há người chẳng đãi chúng tôi như người dân ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đoạt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan Aram, đặng trở về cùng Y-sác cha mình ở Ca-na-an. Trong lúc La-ban mắt đi hớt lông chiên người, thì Ra-chiên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át. Đến ngày thứ ba, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chiêm bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người Aram mà phán rằng: Dầu lành dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp. Và Gia-cốp đang đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: Cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi khá giữ mình đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi,
nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Jacob đáp rằng, vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng? Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy lấy vật chi thuộc về cậu. Và Jacob vốn không hay rằng Rachel đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy Laban vào trại Jacob, trại Lea, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi cả. Đoạn ở trại Lea bước ra, đi vào trại Rachel. Và Rachel có lấy mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. Laban soát lục khắp trại, chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng, vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Jacob bèn nổi giận, rầy lộn cùng Laban mà rằng, tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, đặng họ đoán xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu, nào có sảo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé. Bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế, trong 14 năm giúp việc để được hai con gái cậu, và 6 năm đặng lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá tôi. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. Laban đáp cùng Jacob mà rằng, các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ hè, chúng ta kết ước cùng nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Jacob lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng, hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iega Shahaduta, còn Jacob kêu là Galet. Laban nói rằng, đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì Laban có nói thêm rằng, khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Jacob rằng, này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đoán xét cho chúng ta. Jacob chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. Laban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình. Chương 32. Jacob cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Jacob thấy các vị này, nói rằng, ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Jacob sai sứ giả đến trước cùng Esau anh mình ở trong xứ Seir thuộc về địa phận Edom. Người bèn dặn rằng,
các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau chúa ta như vậy. Gia-cốp, kẻ tôi tới chúa có nói như vậy rằng, tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng, chúng tôi đã đi đến Ê-sau anh của chủ. Này, người đang đem 400 người đến để rước chủ. Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não, bèn chia các dân đi theo cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội mà rằng, nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn Gia-cốp cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đan chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Vả Ngài có nói rằng, quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái có con đang bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Ê-sau anh ta gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Gia-cốp, kẻ tôi tới chúa, ấy là một lễ gửi dâng cho Ê-sau chúa tôi, và này, chính mình người đang theo sau. Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói, khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó và nói như vậy. Này Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau. Có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy, lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tin đòi và 11 đứa con mình đi qua rạch Gia Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Vả, một mình Gia-cốp ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp. Xương hông liền trặc trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi để cho ta đi. Nhưng Gia-cốp đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Gia-cốp. Người lại nói, tên ngươi sẽ chẳng là Gia-cốp nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Gia-cốp hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Gia-cốp tại đó. Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, vì nói rằng, tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế. Chương 33. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa Ê-sau dẫn 400 người đi đến.
người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và cho hai tên đòi. Sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng. Ra-chên cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần, cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Đoạn Ê-sau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng: các người mà em có đó là ai? Đáp rằng: ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống. Đoạn Ra-chên và Joseph lại gần và sấp mình xuống. Ê-sau hỏi: toán quân anh đã gặp đi trước đó em tính làm chi? Đáp rằng: ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói: hỡi em, anh đã được đủ rồi. Vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng: xin anh không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhậm lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh, khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến đổi phải chịu nhậm lấy. Ê-sau nói: hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp: Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú. Nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Seir. Ê-sau nói: vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nổi ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Seir. Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái lều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Gia-cốp ở xứ Phadan Aram đến thành Si-chem, thuộc về xứ Canaan được bình an. Người đóng trại trước thành, bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hemo cha Si-chem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là En-en Ohe Israel. Chương 21. Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Roder và từ đó đến thành Batara. Ở đó gặp một chiếc tàu dương buồm chạy qua xứ Phenisi, chúng ta bèn xuống đi. Thấy đảo Chíp Rơ thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Syri, đậu tại thành Tyre, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. Chúng ta tìm được các môn đồ rồi bèn ở lại với họ 7 ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Jerusalem. Nhưng khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua thì lại đi. Cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành. Ai nấy đều quỳ xuống trên bờ cùng nhau cầu nguyện rồi từ giã nhau. Đoạn chúng ta xuống tàu, môn đồ trở về nhà. Còn chúng ta đi hết đường thủy thì ở thành Tyre sang thành Ptolemai, chào thăm anh em và ở lại với họ 1 ngày. Ngày mai chúng ta ở nơi đó đi đến thành Cesare và nhà Philip là người giảng tin lành, một trong 7 thầy phó tế, rồi ở lại đó. Người có 4 con gái đồng trinh hay nói tiên tri. Chúng ta ở đó đã mấy ngày. Có một người tiên tri tên là Agabus ở xứ Jude xuống. Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình mà nói rằng: này là lời Đức Thánh Linh phán, tại thành Jerusalem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng này như vậy mà nộp trong tay người ngoại đạo. Khi đã nghe bấy nhiêu lời thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Jerusalem. Nhưng người trả lời rằng: anh em làm chi mà khóc lóc cho năng lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giê-xu
chịu chết tại thành Jerusalem nữa. Người chẳng cứng chịu khuyên dỗ thì chúng ta không ép nữa mà nói rằng: xin cho ý muốn của Chúa được nên. Qua những ngày đó, chúng ta sắm sửa rồi lên thành Jerusalem. Có mấy người môn đồ ở thành Cesare cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Manason kia, quê ở Chipre, là một môn đồ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình. Chúng ta đến thành Jerusalem thì anh em vui mừng tiếp rước. Bữa sau, Phaolô đi với chúng ta tới nhà Gia Cơ, có hết thảy các trưởng lão nhóm họp tại đó. Phaolô chào mừng các người đó rồi bèn thuật lại từng điều mọi sự Đức Chúa Trời đã bởi chức vụ mình làm ra trong người ngoại. Các người ấy nghe vậy thì ngợi khen Đức Chúa Trời. Đoạn nói cùng người rằng: anh ơi, anh thấy biết mấy vạn người Giuđa đã tin và hết thảy đều sốt sắng về luật pháp. Vả, chúng đã hay rằng anh dạy các người Giuđa ở trong các dân ngoại rằng phải từ bỏ Môi-se, chớ nên làm phép cắt bì cho con mình hay là ăn ở theo thói tục mình nữa. Vậy khá lo liệu làm sao? Chắc rằng dân chúng sẽ nhóm lại, vì hẳn sẽ biết rằng anh đã tới rồi. Nên hãy làm theo như chúng tôi sẽ nói cho anh. Chúng tôi đây có 4 người đều mắc lời thề. Hãy đem 4 người đó cùng đi, làm lễ tinh sạch cho mình luôn với họ, và hãy chịu tiền họ phải trả để cạo đầu. Vậy thì ai nấy sẽ biết mọi tin đồn về anh đều chẳng thật, song rõ anh cũng ăn ở theo luật pháp vậy. Còn người ngoại đã tin, chúng tôi có viết thơ cho họ về điều chúng tôi đã định, là chỉ phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết và thú vật chết ngột, cùng chớ gian dâm. Phaolô bèn đem 4 người cùng đi. Vừa đến ngày sau, làm lễ tinh sạch cùng họ, rồi vào trong đền thờ, đặng tỏ ra ngày nào kỳ tinh sạch sẽ trọn, và dâng của lễ về mỗi người trong bọn mình. Khi 7 ngày gần trọn, thì các người Giuđa quê A-si thấy Phaolô trong đền thờ, bèn xui cả đoàn dân giấy loạn rồi bắt người mà kêu lên rằng: hỡi các người Israel, hãy đến giúp với. Kìa, người này giảng dạy khắp thiên hạ, nghịch cùng dân, nghịch cùng luật pháp và nghịch cùng chốn này nữa, đến đổi hắn dẫn người Grec vào trong đền thờ và làm cho nơi thánh này bị ô uế. Số là chúng trước đã thấy Trophim người Epheso ở với Phaolô tại trong thành phố, nên ngờ rằng Phaolô đã dẫn người vào đền thờ. Cả thành đều xôn xao, dân chúng chạy nhóm lại đoàn đông, bắt Phaolô kéo ra khỏi đền thờ, tức thì các cửa đều đóng lại. Chúng đương tìm phương giết người thì tiếng đồn đến quan quản cơ rằng cả thành Jerusalem đều xôn xao. Người lập tức bắt quân lính và cai đội kéo đến nơi chúng. Vừa thấy quản cơ và quân lính thì chúng thôi không đánh Phaolô nữa. Quản cơ bèn tới gần, bắt người rồi truyền lấy 2 cái xích xích lại. Đoạn hỏi người là ai và đã làm việc gì. Trong đoàn dân, kẻ reo lên thể này, người la lên thể khác. Nhân sự rối loạn, người không biết được chắc nên dạy điệu về đồn. Lúc Phaolô bước lên thềm, quân lính phải khiêng người đi bởi cớ đoàn dân hung bạo lắm. Vì có đám dân theo sau đông mà kêu rằng: hãy giết đi. Lúc Phaolô vào đồn thì nói với quản cơ rằng: tôi có phép nói với ông đôi điều chăng? Quản cơ trả lời rằng: ngươi biết nói tiếng Grec sao? Vậy thì ngươi hẳn chẳng phải là người Ai Cập kia, ngày trước đã gây loạn kéo 4.000 kẻ cướp vào nơi đồng vắng hay sao? Phaolô trả lời rằng: tôi là người Giuđa, vốn ở thành Tạc Sơ, công dân của một thành trong xứ Cilici, tức là thành có danh tiếng. Xin hãy cho phép tôi nói với chúng dân. Được phép rồi, Phaolô đứng trên thềm, giơ tay ra dấu cho dân. Đâu đó yên lặng, người bèn nói tiếng Hebrew mà rằng: Thi Thiên 144. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay là hòn đá tôi, Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. Ngài là sự nhân từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi và nơi tôi nương náu mình. Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Có người là gì mà Ngài đoái đến?
loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy hạ các tầng trời và giáng xuống. Đụng đến núi thì núi sẽ xông khói lên. Xin hãy phát chớp nhoáng làm tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Cầu Chúa, hãy giơ tay ra từ trên cao, giải cứu tôi, vớt tôi lên khỏi nước sâu, cùng khỏi tay kẻ ngoại bang. Miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Chúa ban sự cứu rỗi cho các vua, giải cứu David kẻ tôi tới Chúa khỏi thanh gươm tàn hại. Xin giải tôi thoát khỏi tay kẻ ngoại bang, miệng chúng nó buông điều dối gạt, tay hữu chúng nó là tay hữu láo xược. Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ, nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà chạm theo lối kiểu của đền. Nguyện kho lẫm chúng tôi được đầy dẫy có đủ các thứ lương thực. Nguyện chiên chúng tôi sinh sản hàng ngàn hàng muôn trong đồng ruộng chúng tôi. Nguyện bò cái chúng tôi sinh đẻ nhiều. Nguyện chớ có sự triệt hạ, sự ra sông đánh hay là tiếng la hải trong các hàng phố chúng tôi. Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy. Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.